em kêu là bên mình mở cái đầu phun thuốc trừ sâu Rilot 645C2 này ra cho anh em xem. Thì đây mình sâu luôn cho anh em xem để anh em có thể thấy được. Đối với những cái đầu áp đấy nhá, chỉ cần thay đổi một vài chi tiết giá nó đã khác nhau rồi. Ví dụ đút pe thay đổi, loại đút pe sắt giá nó khác, cái phớt quay lại phớt cao su giá nó khác. Đây mình lên toàn những cái chi tiết tốt nhất, vít tông sứ, vít tông thép nó cũng đã khác nhau nhá. Rồi anh em thấy được này, mình tháo cái phần đầu xi lanh ra cực kỳ nặng luôn. Cái đầu này gọi là đầu tự động C2, tức là nó có hai cơ chế chạy luôn, các bạn có thể phun thường và phun tự động. Với phun thường thì anh em lắp ở vòi dưới này nhá, nó lên áp cao, nhưng mà các bạn khi cắt súng thì áp nó vẫn còn ở trong bầu áp, à trong phần xi lanh. Còn đối với cơ chế hoạt động phun tự động thì anh em thấy có hai vòi phun 8.5, một vòi phun dây to để dây 14 này. Thì các bạn thích sử dụng vòi nào cũng được. Đối với cái này thì các bạn nhắc súng thì áp nó sẽ về không. Anh em có thể sử dụng qua cái bầu áp này thì cái độ trễ của nó sẽ thấp hơn, trễ tầm 3 giây thôi. Còn nếu mà anh em mà dùng những cái vòi dưới thì độ trễ rơi vào tầm 5 giây đối với anh em đi 200 mét dây nhá. Thôi, đây piston của nó là piston sứ T30, đầu 645C2, 626C2 thì nó sẽ là piston 25. Này piston sứ 30 này. Sứ nhá. Sứ phần đuôi này, tức là cái phần phần đầu này, phần ngâm trong xi lanh ấy, phần chạy di chuyển trong xi lanh nó sẽ là sứ để nó hạn chế sinh nhiệt. Còn đối với phần đuôi này của piston nó bắt vào phần tay biên thì nó vẫn là chất liệu thép. Đối với phần xi lanh này bên mình vẫn lên cho anh em 3 núm mỡ bò. Các bạn thích thì các bạn bơm, các bạn không thích thì các bạn thôi. Đối với sứ thì nó sẽ hạn chế sinh nhiệt hơn. Tuy nhiên là một số bác vẫn tính cẩn thận, vẫn thích có trang bị những cái mỡ bò như thế này, thì bên mình vẫn trang bị thêm nắp mỡ bò cho anh em. Bởi vì cái khuôn này ra là khuôn chung, lắp được cả vào ti sứ, lắp được cả vào ti thép, nên là bên mình cứ lên luôn núm mỡ bò cho các bạn, để các bạn thích dùng, không thích thì thôi, không vấn đề gì cả. Phần pulley của nó dạng hình cánh quạt nhá, quạt mát về phần đầu áp này cực kỳ ok luôn, dây hút, dây hồi này, chống xoắn này, chống két nước này. Còn về lọc giác hai lớp dày, rồi là trong này nó sẽ có thêm một số cái phớt sơ cua, không phải đủ bộ nhá. Nhiều bác bảo đủ bộ không phải đâu, nó là một số cái thôi. Phớt này thì là phớt vải nhá, phớt vải 100%. Đúp pe nhựa nhá. Đối với đúp pe này thì khi các bạn mà phun nước xong, à phun thuốc xong các bạn để lâu ấy, không sử dụng ấy, nếu mà chất liệu sắt thì nó sẽ bị dỉ, và cái van này nó sẽ kẹt luôn vào cái phần viền ngoài như thế này, và khi anh em dùng nó sẽ rất hay bị kẹt. Và đối với nhựa thì nó sẽ hạn chế cái việc đấy. Đây khuôn nhựa hết này, trong này lắp sắt này. Đấy. Cái này là inox 74 luôn, F30 nhá, T30. Rồi nếu anh em có nhu cầu thì liên hệ ngay với điện máy Minh Sơn, bên mình tư vấn hỗ trợ các bạn 3.3 triệu miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn cho anh em nhá. Rồi, thắc mắc gì nữa không? Một số anh em nhảy vào kích bác kêu không phải xứ này thì không phải xứ này.